Trước tình hình diễn biến phức tạp của mùa khô năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp phân biệt cụ thể nhằm hạn chế tối đa tình trạng người dân thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, tăng cường công tác kiểm tra việc điều tiết xả nước tại các công trình thủy lợi, kiểm tra nạo vét hệ thống kênh mương, chú trọng duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc chống hạn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đặc biệt các địa phương phải chủ động tốt nguồn nhân lực, vật lực, sẵn sàng đối phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trong thời gian tới nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.